Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bé Ba sẽ cùng các bạn chơi trò chơi dán hình trang phục cho công chúa quyển số 2, công chúa duyên dáng. Quyển này thì bé Ba đã giới thiệu với các bạn ở những video clip trước. Nếu bạn nào chưa xem, hãy vào kênh Baby Ba để xem lại nha. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Baby Ba nữa nhé. Mình cùng xem bốn cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay. Đây sẽ là bốn cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với cô công chúa đầu tiên với mái tóc màu tím. Mình sẽ cho cô công chúa đầu tiên mặc một bộ trang phục màu xanh lá cây. Trang phục quá nhỏ, chúng ta sẽ kiếm một bộ khác nha. Hai bà sẽ mặc bộ đầm màu đỏ. Chắc chắn cũng sẽ nhỏ luôn. Tiếp theo sẽ là cô công chúa thứ hai với mái tóc được đánh bính rất là nhiều. Mình sẽ kiếm một bộ trang phục cho cô công chúa thứ hai. Đầm màu hồng này nha. Và cô công chúa thứ ba với mái tóc màu nâu đen. Sẽ mặc một bộ trang phục màu tím. Tiếp theo là cô công chúa cuối cùng với mái tóc màu xanh lá cây. Mình sẽ cho cô công chúa cuối cùng một bộ đầm màu hồng. Thử hoa đồng màu xanh này nha. Còn vừa chúng ta cũng phải mặc luôn vì chúng ta hết đồ bự rồi. Sorry các bạn. Vậy là bé Bo đã cùng các bạn kiếm được 4 bộ trang phục cho 4 cô công chúa xinh đẹp ngày hôm nay rồi. Và nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và chia sẻ video này nhé. Đăng ký kênh Baby Bo để đón xem nhiều video khác nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.